lại 2020 thực sự trọn vẹn. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào tạm biệt năm 2020 kỳ lạ để đến với 2021. Xin chào và hẹn gặp lại. Những phát minh làm thay đổi thế giới. Những sáng chế đưa lịch sử nhân loại sang trang. Những đề án tạo đà cho quốc gia cất cánh. Những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu. Những chương trình đào tạo nghề thiết thực, hữu ích cho mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Bức tranh toàn cảnh đa chiều về khoa học công nghệ, đời sống trong nước và quốc tế. VTC2 đem khoa học công nghệ đến gần hơn và thay đổi cuộc sống của bạn.